Vào khoảng gần 14 giờ ngày 5 tháng 1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Lê Văn Phát, sinh năm 1997, ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Sau đó là thi thể của anh Huỳnh Văn Vui, sinh năm 1987, ở huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Và đến 16 giờ, lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng là anh Nguyễn Vũ Phong, sinh năm 1992, ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Cả ba người đều đã tử vong. Thời điểm xà lan bị chìm do nước lớn sóng to, vị trí xà lan chìm sâu xuống dưới mặt nước từ 7 đến 10 mét nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Trước đó vào khoảng 5 giờ ngày 4 tháng 1, xà lan tự hành trọng tải 303 tấn do bà Huỳnh Thị Ngoan ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang làm chủ bất ngờ bị phá nước khi đang neo đậu và tự chìm tại vàm Kỳ Hôn trên kênh Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo. Lúc này trên phương tiện có 4 người đang ngủ trong cabin, nhưng chỉ có một người là anh Huỳnh Văn Niềm, sinh năm 1985, ở huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre, may mắn được phương tiện khác cứu vớt an toàn và đưa vào bờ.